đồng. Ốc hẹn đi. Chết. Dịch lên 8 vô luôn. Ôi ôi, đại gia có gì quá phiên. Mấy con gà tú nè, giờ sao phải mình rảnh quá trời không mẹ. Không ăn đá cậu, không ăn cái gì. Để mấy anh mình không lại bắt con nào cũng lấy 2 ký rưỡi. Trời ơi, 4 anh này 4 rễ không à cả nhà. Mà sao đi ăn hết trơn. Nấu mừng là đã hết. Giờ thứ 6. Trời nó đổ bổ gà tú nó chứ nó bán 5, mấy 8. Cái nó lại nhá. Anh kêu em về. Nghe ta nói chứ là lâu gì nữa. Về đâu chứ chào biểu anh thành hết trơn luôn nữa. Anh nói cho tao nghe vậy. Hôm nay em dỗng già. Nè em dỗng già đã hết cả nhà. Dạ. Cái cháu mình nó sắp nè cả nhà. Bà chị mình bà chị gầm 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 gầm.
mà máu nó trắng á, thịt trắng á. Làm từ từ nó sẽ. Không có cách nào uống hết. Một trăm mấy rồi. Một trăm mấy rồi. Dạ hả? Thịt kho gẹo nè nha cả nhà. Đây. Thấy lụm lá ra. Thịt heo kho gẹo hoặc vịt. Cả nhà thấy thịt heo kho gẹo không cả nhà? Cả nhà thấy thịt heo kho gẹo không? Đây. Ngon không? Cho chị vô luôn. Cả nhà thấy kho gẹo ngon không cả nhà? Ngon. Ở ta vớt đàng hoàng. Hốt chị bảy luôn. Cả nhà ơi, gỏi nè em cả nhà. Để chuối cả nhà. Chị dâu mình với chị Tộng với cả nhà. Chị dâu thứ bảy. Cháo được nha. Giỏi không? Nhiều chút nữa. Vậy là ít đường. Quên như tao quên, tao quên bỏ đường. Thì nó không có đường nữa, nó không có màu. Mình khỏi cần có tiếng cái nhà mình về tiếng bắt tay mình không có tiếng cả nhà. Kho hiểu là sao? Sao ăn luôn. Qua phải để hai kho cho hai kho giống như sao. Trời ơi vậy không qua ai không nói. Qua không qua. Chị ba mình là cả nhà. Đưa con lên mạng luôn nè chứ đưa cái gì quay gì. Đây nè, con ăn bút kho gẹo nè. Kho gẹo luôn mà. Hai miếng là viên tấn hột vịt. Viên tấn hột vịt với nước rồi. Múc ba dĩa. Múc đi con. Múc giỏi, múc đi còn kêu cậu múc cái gì nữa. Múc gì vậy chứ này. Đổi con đi. Dính anh vô luôn. Quá trời ớt của cả nhà ơi. Chị thấy mình chán rồi. Điện thoại rớt ở đây là dục điện thoại luôn cả nhà. Để da nè cả nhà. Vui chưa quay để da luôn. Nhập lại hết rồi cả đâu có nhiều đâu, cả ba chục á cái người mới như vậy mọi người ở nhà. Chị em con cháu rồi tùm lum. Có ăn thì đưa tay.
chết luôn rồi. Hên. Thôi mình bay cả nhà nha cả nhà.